Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái cửa nhôm cơ bản, cửa nhôm hệ cửa đi 700 và cách tính toán trừ khung bao và trừ cửa nhôm. Thì cửa nhôm hệ 700 thì bây giờ chúng ta xài chủ yếu là cái khung bao của nó là cây 7002 hoặc là cây 7019, mà thường thường bây giờ người ta xài cây 7019 cũng nhiều. Nên hôm nay tôi sẽ làm cái khung bao 7019 cho các bạn xem. Cái việc cắt khung bao thì chúng ta cắt như sau. Nếu mà cái đấy không cần thiết thì chúng ta cắt khung bao, chúng ta cẩn nhỏ thì chúng ta cẩn vào 3/8. Chúng ta cẩn nhỏ các bạn chưa? Sau khi đĩa thì nó hơi lăng nhăng, chúng ta đưa vào những lưới, chúng ta bút qua nó đi là nó nhặt. Còn việc lấy dung mực thì chúng ta lấy một cái hộp cũng 2576 của nó, chúng ta vào của nó, chúng ta chụp nó lên, chúng ta đánh dấu. Quạt cho cái đánh dấu. Chúng ta nhớ nó đều hai bên, và chúng ta vạch. Do làm cửa nhôm nó nếu mà làm cửa lớn thì quay các bạn sẽ không quan sát hết được, nên tôi sẽ làm cái cửa nhôm đó cho các bạn xem. Đây là cái hai cây thanh khung bao cắt cẩn gờ và đánh dấu. Bây giờ chúng ta tiến hành bấm mang. Còn lát nữa tôi sẽ chỉ cho các bạn cách trừ cửa nhôm. Bây giờ tôi sẽ làm cái khung bao và cái cửa cho các bạn xem trước. Tuần tự một cái cửa. Bắn hai con IV một cái bát là đúng rồi. Do là bấm lại nhưng mà chúng ta phải tháo cho bấm lại. Thank you.
cũng xài được cái 7019. Nhưng mà tôi kiếm cái cây này là cây hộp hành gà. Tôi cũng chế là nó cũng giống 7019. Cái bản của nó vẫn là 2576. Không có gì khác nhau. Chúng ta sẽ tiến hành khoan lối đó bạn. Dưới móc từ dưới đây
80 là các bạn đặt đôi nữa thì các bạn đánh dấu lên tới. Còn nếu mà báo kịch 90 các bạn lấy xuống thì lúc đó một khi lấy cho hộp chúng ta cắt sẽ được 8 lá nó chọn khổ. Nguyên tắc là cái là cho nó chọn khổ chứ không có lỡ nó tốt tiền lắm, không có tiền lời, các bạn nhớ như vậy. Cửa chúng ta phải tính cái lợi nhuận nữa chứ không phải là làm cửa làm không. Sau đó chúng ta cũng phải đập đập ngà trên dưới. Sau khi chúng ta cắt ngàm rồi chúng ta cũng phải khoan lỗ khoan, chúng ta khoan lỗ đấu nhôm, lỗ liên kết này gọi là lỗ liên kết đấu nhôm. Các bạn hãy nhớ là
chúng ta mạnh ống hít cơ thể, nó không bị cấn cái đầu hít. Và chúng ta nhấn xuống nhấp nó bung bóp, nếu mà phần rộng quá cũng không được, phần nhỏ quá thì nhấn xuống nhấp nó không vào. Cái cánh của nó là hoàn toàn đúng hệ nha.
mà chúng ta tiến hành cho nó nhôm vào. Sau khi mà chúng ta lắp cửa vào và chúng ta lắp khóa thì được, chúng ta sẽ được cái cửa mẫu như thế này. Thì tôi lưu ý là cái lá nhôm á, thì chúng ta là một cây cắt được 8 lá thì chúng ta cắt 74 năm thì là nó vô vừa luôn. Cái này mỗi ngàm của nó cũng mỗi đầu trên phân dưới, đầu dưới phân dưới là 3 phân, nhưng mà chúng ta cắt 74 năm là nó hở 5 ly rồi, là vừa luôn rồi. Đối với chiều cao của cửa như khi nãy tôi đã nói thì cái khung bao mà 2576 là 7019 á, thì cái bản của nó 2,5 nên chúng ta phải chừa chiều cao 2,5. Ví dụ như cái cửa là 2m chúng ta chừa đi 2,5 cái bản khung bao trên cộng với 1,5 hở chân và hở trên thì là chúng ta sẽ còn 1m96. Và đối với chiều ngang thì chúng ta chừa mỗi bên 2,5 là thành 5 phân, ví dụ như 80 là còn 75. Chúng ta chừa tiếp đi cái độ hở cửa và bắn lề. Đối với bắn lề góc chúng ta chừa 5 ly được rồi, thì nó còn 74 năm. 74 năm, bây giờ chúng ta tiến hành tính để cắt đố trên dưới, đố giữa. Để cắt được đố trên dưới và đố giữa chúng ta cần phải biết đường chừa ngàm. Các bạn ấy lấy thước đo từ cái điểm cái ngàm này, từ trong này ra đến cái mép này thì nó sẽ là 1,5. Bên này cũng vậy. Thì hai bên của nó là 3 phân. Đối với hệ nhôm 700 thì nó là cái cánh của nó là 5 phân. Thì chúng ta sẽ chừa hai bên đó là thành 10 phân. Ví dụ như khi nãy chúng ta tính là cái cửa là 74 năm thì chúng ta sẽ chừa đi 10 phân. Là còn 64 năm. 64 năm thì chúng ta sẽ cộng ngàm vào. Chúng ta sẽ cộng 1,5 bên này vào. Tại vì 1,5 này là cái đố giữa nó âm vào mà. Đố trên dưới nó âm vào trong cái cánh thì chúng ta phải cộng nó vào. Cộng bên này cũng 1,5 nữa. Chúng ta sẽ cộng thành 3 phân. Như vậy là chúng ta sẽ được là 64 năm cộng với 3 phân là thành 67 năm. 67 năm là chúng ta tiến hành cắt đố trên, đố giữa và đố dưới. Nói chung tất cả các loại cửa nhôm đều phát triển từ cửa nhôm cơ bản mà lên. Cho nên chúng ta nếu mà muốn làm các cửa nhôm mà cao cấp thì chúng ta phải làm giỏi được cái cửa nhôm cơ bản trước đã. Thì tôi hướng dẫn cho các bạn chừa cái cửa như vậy là cũng là chi tiết và tình rồi. Các bạn còn các bạn muốn thành công các bạn phải cố gắng. Thì các việc cái việc chừa cửa các bạn chừa cửa số lùa cũng vậy, chúng ta cũng phải đua ngàm chúng ta chừa. Chúng ta cứ chừa theo cái công thức của như tôi đấy, thì là nó rất là khoa học. Và đối với mọi cái cây nhôm, mọi cái cửa thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta chừa ngàm, cộng ngàm hơn. Chứ nếu mà chúng ta chỉ đơn giản là chừa đi mấy phần thì chúng ta không hiểu được cái nguyên tắc của nó là tại sao phải chừa như vậy thì chúng ta sẽ không làm được các cửa đa dạng cửa khác.
còn 03 bây giờ nó nhiều loại lắm, ví dụ như cái 7002 là cái bán của nó 3 phân thì tất nhiên chúng ta chừa cái chiều cao của nó phải là 3 phân bán trên và 1 phân dưới dưới thì chúng ta sẽ chừa thành 4 phân dưới. Thế ví dụ như 2m thì nó còn 1m955 và tương tự chiều ngang của nó hai bên là 6 phân, hai bên là 6 phân, 80 là còn 74 thì chừa thêm độ hở 5 ly nữa thì chúng ta sẽ thay còn lại là 73 năm. 73 năm thì chúng ta sẽ chừa như vậy, tiếp đi 7 phân, chúng ta chừa đi 10 phân, chúng ta cộng 3 phân thì bằng là chừa đi 7 phân. Thì nó sẽ ra được cái số đo chúng ta cần cắt đôi trên, đôi giữa, đôi dưới. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh của tôi và tôi sẽ đăng những cái video bổ ích trong cái công việc mà học nghề của các bạn. Chúc các bạn học nghề thành công trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.